Tại vì thực sự mẹ đâu có thể gửi chai rượu xịn đâu, mẹ chỉ gửi chai mười mấy đồng thôi chứ mẹ đâu có gửi chai rượu xịn bằng mẹ em ký. Mà người ta quý, cước là mười mấy đồng à? 2 đồng à? 15 thôi. Nói chung mẹ mua chai rượu mười mấy đồng cũng được, mẹ gửi về là được rồi.